Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình quay đào cái lỗ bằng đuôi sới xen giữa nhé mọi người nhé. Mình chỉ cắt cái đuôi sới ra là xong nhé. Đó, cái đuôi sới này là đuôi sới xen giữa nhé mọi người. Cái cặt đăng thì nối thêm nhé. Đó, trên giá đỡ nè. Mọi người thấy hay thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để đợi video chế sau nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người trước nhé. Mấy cái lưỡi sới là mình lấy ra rồi mình gắn vào luôn, khỏi phải tốn công chế gì hết, khỏi phải tốn gì mua gì hết. Đấy, mấy cái lưỡi sới này mình gắn vào, mình khoan lỗ mình cho bắt thêm ốc thôi. Là cái đuôi sới xen giữa nhé mọi người nhé. Đào rất là hay. Rồi giờ mình đào nha.